Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng mới nhất ha. Thì hôm nay là như mọi ngày là em vẫn cập nhật cho anh chị về cái giá sầu riêng, nhưng mà hôm nay thì có một cái tin rất là vui nha anh chị, là cái sầu riêng Thái của mình anh chị là nó có lên nha anh chị ha. Nó có lên, tuy rằng nó lên không có nhiều nhưng mà là nó có lên nha anh chị. Thì bữa giờ thì anh chị cũng biết là tình hình gay gắt ở ngoài Trung Quốc á, là hải quan là nó đang kiểm tra cái kadimi á, nhưng mà hiện tại là em thấy cái giá sầu riêng của mình là nó vẫn bình ổn và nó lên nha anh chị ha. Ở đây là một cái tin rất là vui cho những anh chị mà trồng sầu riêng, tại vì cái nhiễm kadimi đó thì nó cũng không có liên quan gì nhiều đâu, tại vì do là cái cách mình đi phân thôi. Bây giờ thì mình chỉ việc là mình chỉnh lại cái cách đi phân của mình làm sao mà nó không dư cái hàm lượng kadimi đó, như vậy là được nha cô chú anh chị. Rồi thì em cập nhật cho anh chị về cái hàng quy cách ha, hàng 7 tuổi rưỡi nè, cơm vàng bột ngọt, bữa nào em cũng nói như vậy hết. Và ở đây là em cập nhật từ các dựa nha anh chị ha. Và hiện tại là em đang cập nhật là thông tin tại dựa Bình Phước nha anh chị, tại dựa là Nghĩa Bình ha. Rồi đối với mà hàng Thái ha, cái hàng Thái mà 91 anh chị là khoảng đâu là 91.000, còn 82 là 90.000, còn 73 là 89.000 nha anh chị, còn 64 là 88.000, còn 55 sẽ là 87.000. Thì mức giá dao động sẽ là từ 87 cho đến là 91.000 đối với loại là từ 2 cho đến 7 hộc ha, trái từ 1,9 kg cho đến là 5 kg. Cái đó là loại nhất của hàng Thái nha anh chị. Còn đối với mà hàng loại nhì á là từ 67.000 cho đến là 71.000 nha cô chú anh chị ha, trái là từ 1,8 kg cho đến là 5,5 kg, là loại là từ 2 cho đến là 5 hộc thôi. Còn đối với mà loại C á, thì nó sẽ dao động từ 50 cho đến là 55 nha anh chị ha. Cái này là phải thương lượng rồi đó. Loại là 2 hộc ha, trái từ 1,2 kg cho đến là 5,5 kg. Cái đó là hàng Thái nha anh chị. Cái này là em cập nhật tại dựa Bình Phước. Còn đối với mà hàng ri 6 của mình á thì cái giá nó hiện tại là một số là nơi là nó nằm ở mức giá là 60.000 nha anh chị ha, nhưng mà cũng có một số anh mà cập nhật đối với mà cái hàng ri 6 thì nó lên được là 62.000, loại là từ 2 cho đến 77 hộc, trái từ 1,8 kg cho đến là 5,2 kg ha. Còn loại B của nó là nó sẽ dao động là từ 47.000, loại là từ 2 cho đến là 5 hộc, trái là từ 1,6 kg cho đến là 5,5 kg. Đó, còn cái loại C của nó là mình thương lượng nha anh chị. Đó, thì đây là cái giá sầu riêng ngày hôm nay em muốn cập nhật cho cô chú anh chị. Thì thông tin ngày hôm nay là em cập nhật toàn bộ là từ các dựa không. Ví dụ như em cập nhật là buổi chiều là em đã có cái thông tin rồi, là em cập nhật cho cái ngày mai rồi. Thành ra là những anh chị hỏi sao mới buổi chiều mà anh cập nhật sao ghi cái tiêu đề ngày mai, là buổi chiều này nè, khoảng đâu là 5 giờ là em đã có được cái thông tin rồi, và em làm cái video lên em cập nhật cho anh chị vào cái ngày mai. Là cái ngày mai anh chị cứ xem những cái kênh khác đi, nó đều cập nhật giống như em nó. Thậm chí là anh chị lên cái hội là hội báo giá sầu riêng đó nó, thì anh chị xem đi thì nó rất là chính xác luôn. Anh chị nếu như mà không thích xem video, cứ việc vào Facebook sẽ có những cái nhóm là hội cập nhật giá sầu riêng, thì anh chị cũng có thể là thấy được. Đa số thì ở trên hội thì nó sẽ có những cái bạn mà đăng tin thì cái giá nó cũng sẽ chênh lệch khoảng đâu là 1-2 ngàn thôi, chứ nó không có chênh lệch nhiều nha anh chị ha. Và hiện tại là ở đây là em cập nhật cho anh chị là giá ở Bình Phước ha, tại công ty Hải Thuận ha, và một công ty khác nữa. Nhưng mà anh chị nào mà hôm qua anh chị cũng có hỏi là anh có sầu riêng là anh muốn bán, em có thể cho anh xin số điện thoại của dựa không, thì bây giờ em cho luôn anh chị ha, là 098 nè 138 6036 ha. Điện thoại là sẽ gặp ngay bạn là Quỳnh Bé ha, người ta kêu bạn này là Bé Út á, anh chị cũng có thể là xem được ha. Còn địa chỉ là tại thôn Bình Trung, xã Nghĩa Bình, đúng không, Bù Đăng, Bình Phước đó. Thì đó là cái thông tin em muốn cập nhật cho cô chú anh chị. Thì hôm nay là cái giá sầu riêng của mình là nó có nhích lên. Nói chung là anh chị đang trồng sầu riêng, bữa giờ anh chị nghe 30 lô hàng bị trả về á, thì anh chị cũng đừng có dội mà buồn, tại vì đa số là Trung Quốc hầu như là lâu lâu nó sẽ giật mình một cái như vậy thôi. Nói chung là anh em cứ giật trồng, còn kỹ thuật thì mình có thể là mình đi lại cái kỹ thuật thôi, thì đó là vậy ha. Anh chị là nên xem nhiều kênh mà chuyên về mà kỹ thuật mà trồng sầu riêng đó là được rồi. Mình coi mình đi phân nó làm sao cho nó đủ và đúng, chứ đừng có đi vô tội dạ là được nha. Rồi em xin được mến chào.